Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted. Thôi, anh em thấy mày, trận này tôi lão, trận này tôi lại ăn bùa bên đường rồng tiếp. Bởi vì tôi có một linh cảm là hàng then nó sẽ qua đẩy bùa tôi mọi người. Nên là tôi sẽ ăn con bên blue trước rồi tôi sẽ qua check sau ấy mọi người. Đó mất công chứ mọi người mà ăn bên bùa mà con then đẩy bùa là mọi người mà vừa chắc chắn là không ăn được bùa rồi, bởi vì nó đẩy bùa ra mà. Đó không mọi người còn bị chết nữa là thôi thọt cấp độ đấy. Trời ơi thấy chưa? Tôi bảo có sao. Ui nắc nó qua lắm mọi người. Rồi bộ này. Ui nó hồi chiếu rồi. Cay thế nhỉ. Ui rồi nó tung nha. Trời ơi. Rồi bộ này rồi lui nhá mọi người. Ui xong rồi phải con nắc với tôi rồi. Cách rồi. Ôi mất blue, mất bùa đỏ, mất tất cả, trời ơi. Nó thèm nó khó chịu cho người, rồi tốc biến đẩy luôn kìa. Rồi, ui thằng nào còn chấm máu kìa, thèm không? Rồi ok, nói chung vấn đề là kệ đi. Trận này là coi như là thấy có mùi lắm mọi người. Trời ơi, chơi game mà chơi kỳ, chơi game mà lại đi cướp rừng thế này, không ổn rồi. Rồi, nói thôi chứ tôi vẫn đi cướp nó suốt mọi người ơi. Trận này gặp là nắc, mình cần gặp nắc, tôi sẽ qua cướp nó nhiều vái ra mà trận này tôi bị nó cướp lại mọi người. Rồi, không sao nhé, một vấn đề bị thọt là tôi sẽ qua, tôi hưởng một xíu lính với AD và tôi sẽ chuyển về farm quái nha mọi người. Nói chung là bị thọt thì mọi người phải qua hưởng lính cùng với team. Đó, chứ mọi người không qua hưởng là thọt dài đó, nó hưởng bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu vàng càng tốt. Nói chung là một ít thôi, còn đỡ hơn không có đồng nào đúng không? Rồi, bây giờ thì di chuyển về ăn quái nhỏ thôi. Ui, ủa, con quái ở dưới thằng top là top mình ăn hay là tém ăn ta? Trời ơi, ui, không để ý nữa. Trời ơi, thằng rừng nó ăn được... mạng nó 1,000 vàng rồi, nó có cái đồ rừng lớn rồi, bây giờ tôi còn chưa có, nó còn có cái giày nữa chứ. Trời ơi. Rồi, đã chạy được không? Ừ, hay quá, qua tường rồi. Bây giờ tôi sẽ qua quán này nhé, xong rồi tranh thủ ra đép đánh phụ mid này. Đó, qua đây đép đánh phụ mid nhá, mid còn ít máu á. Rồi, bây giờ lui về ăn mà lui nhá, từ nhá, lui nhẹ nhá. Đợi xíu, ui lộ sai rồi, không biết thằng nát nó qua nó múc con blue nữa. Rồi thì tên nó sẽ bô ăn rồng rồi. Rồi ấy rồi, ăn bùa ăn rồi kìa. Rồi. Đây. Đi vòng đi học đá. Ừ, họ ăn được rồi. Rồi từ nhá, bình tĩnh nhá. Ui, AD đi vòng xuống dưới rồi. Văng rồi, rồi bắt AD này mọi người. Công ty này lướt này, đánh tường này. Ui, chốt xong rồi, lướt xuống dưới rồi. Rồi né này. Trời ơi, rồi khoai này tôi đổi mạng AD nhá mọi người. Đổi mạng, chắc là phải đổi mạng, tôi phải đổi mạng. Chép, chương trị, hay quá, vẫn đổi mạng kịp. Đó là mà ngày tôi phải đổi mạng rồi ơi. Bởi vì đổi mạng thì mới khả năng tôi mới đỡ thọt được. À, tôi chết, mặc dù tôi chết nhưng mà tôi ăn được bộ mạng tôi vẫn đỡ thọt hơn nhé mọi người. Rồi, ok, bây giờ thì đỡ xíu rồi. Di chuyển, tranh thủ di chuyển lên ăn con bồ đỏ thôi. Đó, này căng rồi nha. Trời ơi, đầu em tên mạng qua cướp rừng này, tới công chuyện rồi nha. Rồi, ok, mọi người còn theo dõi trận đấu này tem tôi sẽ xử lý thế nào nha. Rồi, ok. Giờ từ để tranh thủ con tim ra bắt con tàu hình mọi người ơi. Phải ăn con tàu hình đấy. Đó. Đâu rồi, nó vốn ăn luôn kìa. Nè, chị ơi. Trời ơi, tại sao lại đánh con người? Trời ơi, tại sao chứ? Trời ơi, nó đẩy kìa. Trời ơi. Trời ơi, con then nó khó chịu quá hay ra. Tính nhà tôi thấy con then là cái con mạnh, ép đầu game khỏe quá trưởng ra. Đâu không phải đầu game đâu, cả game ấy chứ. Con then này là cái con gọi nó bá châu. Nó vừa người biết nó vừa khó chịu mà đam nó còn vừa to đó, mọi người thử ăn nguyên chiều nó còn đam hội vãi cả trưởng nào, nó then đấy, đam siêu to luôn. Ui chạy được không? Rồi xong chết top rồi. Rồi không sao, bây giờ tôi sẽ hay quá, tem nó di chuyển ở dưới rồi nên là AD muốn lặng của mình là bị hai đứa ở trên mình dồn chết luôn rồi. Rồi hó con bùa đỏ. Ui AD, hay quá, AD tốc biến hao nhây tên bạn kìa. Rồi lui nhé. Rồi xong, chạy đâu, con qua tường đúng không? Rồi, bộ này, ui, trời ơi, nó tốc biến mọi người ơi. Nè, chém thương, hay quá, sim nhá, lượm nhẹ một con bùa đỏ này, lượm không? Đau, hình quá, người vẫn lượm được bùa đỏ nha. Rồi, bây giờ thì ăn được rồi thì phải lui thôi, chứ ở lại là té nó đấm ho là không chuột cũng què đấy. Rồi, bây giờ đi chuyển về ăn bùa lưu xong rồi à. Nói chung là cứ tiếp tục đi farm thôi, giờ tôi cũng chả biết làm gì nữa. Rồi, đầu game mà tên bạn làm một quả đáng sợ quá. Rồi, xong nẻ blue người ăn con quái này. Bùa đỏ mình sắp ra rồi. Tranh thủ cứ cố gắng. Giờ tôi cũng chẳng biết làm gì thôi. Bây giờ tem tôi cũng là tem bạn cũng ngang nhau kìa. Đầu game thì tôi bị thọt xíu nhưng mà tầm này thì cảm thấy là tôi thấy tem
Thêm bản thêm tôi là ngang nhau rồi mọi người. Lùi. Rồi, bây giờ ấy nát nó được thế là ép là nó đi vòng tí đợi tí đó tôi múc bà nó cay lắm rồi nha. Trời ơi, mới đầu game chết hai mạng nát xẹt rồi. Trời ạ. Rồi, tốc biến quá. Rồi, bây giờ mày tốc biến lại này. Nè, dí nó. Ừ. Thôi chạy mày chạy đi đâu. Ui à, con đồ của mình đam to quá mọi người. Thôi, đi chuyển limit để ui. Không đép được rồi mọi người ơi. Kiểu gì nó sẽ ăn được cái trụ của mình rồi. Trời ơi, pha này không đép được rồi. Rồi, giao kệ nhá. Thế cái nó sẽ vô ăn quá nhỏ của mình nhé mọi người. Đó, nên là binh tem từ thôi. Đây nè, có nắc ở đây này. Tới nha. Có nắc rồi. Chạy qua kia rồi nhanh thế. Trời ạ. Rồi, đây nó ổ kìa. Từ này. Rồi, ăn có rồng mới lượm rồng. Đó, nắc vô đây, mày nhắm vô không? Rồi, xin nhá. Đây. Tôi sẽ nấp ở đây mọi người ơi, tôi sẽ nấp. Ha ha, hồi nó xuống blue rồi, tôi xin màu đỏ nha. Rồi, ok, xin màu đỏ này. Đây. Ui, thấy sai rồi mọi người ơi, nó thấy sai tôi rồi. Rồi, tao mang ma tính thằng quỷ. Thôi, chạy đi đâu, mày chạy đi đâu. Này, vô đây. Nè, giết thằng then mọi người. Rồi, né này. Rồi, ui, tốc biến chi vậy bạn. Rồi, ok, bây giờ thì di chuyển về ăn blue nhé mọi người. Nói chung là tem bạn đầu game sung sung ấy thôi. Tầm này ăn hành sức lờ rồi. Trời này đi qua cướp rừng này. Tầm này bắt đầu tôi khỏe rồi mọi người. 5-2 rồi. Đầu game chết 2 mạng, bây giờ lại ăn thành 5 mạng rồi. Trời ơi. Rồi, có vấn đề bây giờ là tôi sẽ cố gắng đi farm hết vòng rừng rồi tôi sẽ ra tôi ăn con tà thần nhá. Đó, tầm này mọi người xanh là mọi người phải ăn mục tiêu nhá. Đó, cái đó là điều bắt buộc luôn. Rồi, con đầu của mình đợi xíu qua ăn bù đỏ ra nè. Trời ơi. Đó, chắc chắn là tem mình không cần tôi đâu, bởi vì thằng nắc ở trên kìa, thấy chưa, vừa nói xong nó ra cái mặt ở trên rồi. Đó, nói chung là lượm luôn hai bùa nhá, vừa bùa rồng vừa bùa thần. Ê, cẩn thận nó ném đi chết đấy. Rồi kìa, AD góc xấu á. Rồi, đây ô đây này, ulti này bắt này. Chạy đi đâu ui, chạy đi đâu, trời ơi, truyền thuyết dành cho tôi luôn nhá. Rồi đó, tem bạn nằm xuống ba đứa luôn rồi. Rồi thằng nắc chạy đâu, ui, mua ui hết ulti rồi. Rồi chạy đi đâu, lượm lẹ con bùa đỏ nhá. Thôi, ván này chắc là tôi cho bùa đỏ AD nhá mọi người. Đó, cho AD bùa đỏ đi. Rồi, bây giờ thì tranh thủ ra lượm cái trụ mít nhá. Làm gì làm phải lượm trụ mít nhá mọi người. Đó, mọi người có thể mất hai trụ bên cạnh nhưng mà trụ mít bắt buộc phải thủ với mọi người. Đó, đấy, mọi người có thủ trụ mít thì mọi người có tầm nhìn cao hơn. Rồi, tranh thủ thằng nắc ra đánh nhau với con đực của mình thì tôi sẽ lượm mồ lụ con nắc nha. Đó, xin, rồi, ok, rồi, vô đây, rồi, giết luôn. Ừ, rồi, xong nát chết nó rồi mọi người ơi. Ăn nguyên ulti của con quân đội của mình chết rồi, hên đấy là thằng Omen nó tốc biến kịp đấy, nó không tốc biến kịp là pha nó có khả năng là Omen chết luôn rồi đấy. Rồi, bây giờ thì lấy cái trụ này cùng với quân đội của mình, xong rồi tôi di chuyển vào mid nha. Đó, xem tôi đang ép ở trên kia, rồi, giết nó. Đấy, thằng Ten nữa mới cũng chín thôi, rồi. Nè, tìm góc đây mọi người ơi. Em ơi, ui, AD hết máu rồi nên là lui nhá. Bây giờ tôi sẽ di chuyển về ăn con mục tiêu nhá. Khó, chứ tưởng pha đấy tôi không nhìn nữa. AD mà còn máu là pha đó tôi binh tìm đánh rồi á mọi người. Khó, tầm này tôi khỏe rồi, tôi lao và tôi bảo mở combat cho. Khó, thêm Alice ở đằng sau ném ulti cầm lặng là được rồi. Rồi, ok, xin nhẹ ông bùa đỏ xong rồi di chuyển về ăn con red nhá. Đó, giờ cố gắng ăn hai mục tiêu nữa là đẹp luôn, trời ơi. Tên bạn bây giờ khóc hết rồi, đánh sao lại tên mình nữa. Thằng nắc bây giờ làm gì được gì, thằng nắc bây giờ mà bay vào cướp mình là mình cấp 12 rồi, mình dí cho nó ói gì ở đâu còn nữa. Ngủ nó mà cướp rồi. Nè giết này. Rồi chém công ty này, hồi ma tính này, rồi lướt bắt thằng nắc nha mọi người. Ôi kìa, trời ơi, băng xương này, trời ơi, nó lướt vào thằng FB mọi người ơi, thằng FB nó ít máu hơn. Rồi bây giờ thì tên bạn chết 4 rồi, khả năng trận đấu này win tại đây rồi mọi người. Rồi bắt AD này, rồi ok, xin nhẹ nhàng huyền thoại cho tôi. Rồi đầu game chết 2 mạng, bây giờ thành 7-2 rồi. Ok, khả năng thì trận đấu này chắc là kết thúc tại đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã coi clip nhá. Nếu thấy hay thì nhớ đừng quên cho tôi xin một like, subscribe ủng hộ kênh tôi nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em, hẹn em vào clip sau nha, bye bye.